shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello các bạn, Mô Việt sẽ chơi Thánh Phòng Tôm Circus tay to đối đầu với Florentino với những bài múa cực kỳ đẹp mắt. Vậy thì có thể ăn được không? Ăn thì ăn được, nhưng mà ăn như thế nào? Các bạn cùng theo dõi Mô Việt chơi Circus nha. Nổi tiếng với những phát đấm tô đến rốt, một phát chơi luôn. Nhưng mà bây giờ là chưa có đồ, thành ra anh em phải đánh như thế nào? Đánh Circus là các bạn phải chơi đấm trộm, không, các bạn phải chơi đấm như thế nào mà mình đấm được tướng địch, sau đó tướng địch không làm gì được mình. Đó là cái phong cách chơi anh em kích hoạt chiêu hài lên 4-5 điểm mà các anh em lao trên bột ra đấm, sau anh em chạy. Đấy, đấm như vậy mới thôi nha. Được ngay là cái thanh niên của Anino đang rơi quỷ đúng không? Không cần nghĩ cũng biết. Và mình xin ăn xong chạy. Có vẻ cay cực kỳ từ Florentino. Ở dưới là còn giao tranh anh em ơi. Và ăn xong cái tên lính này mình sẽ lên level 4 này. Và khi mình có level 4 rồi, các bạn thì nha, không phải về lên đâu, mà phải xuống hỗ trợ team, vì có đánh nhau cực kỳ to. Cái này mà team mình xuống hỗ trợ team là có mạng là kiểu gì, team có lợi thế. Một bé, hai bé, hay quá. Đồng đội của tôi mua quá tuyệt vời. Thôi về nha, đi nâu chứ đừng đi nâu quá là mất trụ đấy các bạn ơi. Nếu mà anh em lấy được lợi thế ở phía dưới mà ở phía trên mất trụ thì nói chung là mất nhiều hơn được. Thành ra là phải di chuyển về ngay lập tức để giữ trụ. Ronaldinho ăn máu à, đấm nhẹ phát cái. Bớ người ta, có lâm tặc anh em ơi. Có lâm tặc chạy đi đâu. Mất liền mình nha. Các bạn không nên hết chiều, hết cường hóa chiều 2 mà đứng đánh nhau với tướng địch. Đó là các bạn chơi Circus sai. Đánh Circus là chất tướng chúng ta đánh theo kỹ năng, sát thương kỹ năng. Sát thương của cường hóa chiều 2 là chính thôi. Chứ những pha đánh thường của Circus không đau. Đây là những pha solo kill mà anh em đứng lại thì có khi là Moreno sẽ lật kèo anh em sau khi các bạn combo xong. Đây này. Chạy đi đâu này. Nhìn sẽ quá đẹp, tốc biến rồi nhưng mà chắc là không chạy được đâu. Đó là cách combo của Circus. Rất đơn giản nhưng mà vô cùng khó chịu khi mà các bạn đi gank sớm. Ông Moreno mặc dù có thể hơn mình một số lính này nhưng mà bạn đấy cũng không làm gì được đâu, trụ vẫn còn nửa nha. Đối mặt với Florentino hay những vị tướng khả năng sốc đàn như kiểu của bé Zuka ấy, hoặc là bất kỳ những vị tướng nào, thì các bạn có thể chơi cái phong cách này. Kích hoạt chiêu 2, đợi cường hóa được 3-4 điểm, anh em nao chiêu 1 vào, lúc đó là vừa 25 điểm, các bạn đánh thường luôn. Đánh thường thì anh em sẽ cấu diệt tướng địch, sau đó anh em lui về. Hoặc là anh em qua chiêu cuối thì anh em có thể đặt kích hoạt chiêu cuối luôn để cấu diệt. Đấy, thì chuẩn bị đánh xin con rơi. Thôi, không kịp rồi. Tí nữa thì mình xin. Đợi đấy nha. Hoặc một cách cấu rỉa khác, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 trước. Đây này. Đó. Sau đó anh em chạy ra đánh thường. Rồi anh em lướt chiêu 1 về. Đây cũng là một cách cấu rỉa cực kỳ khó chịu của Circus. Đánh như vậy sẽ tạo cái hiệu ứng ức chế, và khi tướng địch yếu máu anh em có thể một combo chết luôn, một phát đấm chết luôn. Đấy, như thế này này các bạn ơi. Dễ chơi phải không? Không hề khó chơi tiệm nào, nhưng mà cũng chẳng hề dễ chơi tiệm nào đâu. Bởi vì các bạn cần phải trang bị bảng ngọc chuẩn nhá. Vì anh em nếu không trang bị bảng ngọc chuẩn cho Circus, các bạn sẽ đấm bị hụt hơi đấy. Khi đấm hụt hơi thì có những pha fail, và pha fail thì chắc bạn chẳng là các bạn sẽ bị đồng đội chửi sát mặt rồi đó. Insect gọi là insect ngược, hoặc là lavo cường hóa là hết cái hiệu ứng cường hóa của chiêu 2, không đấm được. Thế thì lại bị chửi sấp luôn.
Người ta có câu khoai to à không, tay to không no chết đói. Để nói ý nói rằng là các bạn tay to là các bạn chịu khó sử dụng tay để làm việc. Đó, các bạn dùng tay làm việc gì, hay là các bạn đi tập gym, các bạn tập chống đẩy nhiều, hay là các bạn tập cái gì dùng tay nhiều ấy, thì các bạn tay to. Và khi các bạn tay to nhưng các bạn sức khỏe rồi, các bạn có thể làm việc rất là tốt, vừa khỏe vừa làm việc tốt, chắc chắn là không bao giờ chết đói rồi. Hay quá, trận này đồng đội của team mình đánh hay quá anh em ơi, anh ấy đánh easy cực kỳ luôn. Muốn tạo cái tính đột biến bằng sơ cớt thì các bạn có thể dùng tốc biến nhé. Rất nhiều cách. Kích hoạt chiêu 2 này. Kích hoạt chiêu 2 này anh em ơi. Tướng địch ở quá xa, không thể gọi là giao chiêu 1 đến được, thì anh em tốc biến phi chiêu 1. Hoặc là tốc chiêu 1 tốc biến. Đấy, có thể kết hợp như vậy nha. Thành điện. Ăn bùa không được và cải kết. Queen Anne mà bị ép thì thôi nát người. Ê, không đùa mà anh ơi. Ơi tay em anh ơi. Ôi. Cái gì vậy? mình đấm sức mạnh luôn bây giờ. Ôi. Đấm tốc biến rất là nhanh. Bơm máu thì lại không thể đẩy trụ luôn. Cậu bay la đánh cực kỳ xíu nha, các bạn đẩy trụ rất là tốt. Tôi đuôi xíu này, đuôi xíu bạn ơi. Một phát ấy, cái nhà một phát không chết luôn rồi. Đấy, còn ăn được mạng của Veda. Đồ tân của giáo Veda bị Jill mê hoài thôi. Nghĩa là sao có cái duyên nợ gì với nhau mà mê hoài combo này. Còn mũ kinh quá. May hụt nha. Chúng có đấy là mình sấp mặt ý, chứ không phải là Valentino sấp mặt đâu. Không thể đùa được, bởi khi Valentino có đồ rồi, có đủ hồi chiêu rồi các bạn đấy. Múa cực kỳ gắt luôn. Hiện tại thì Tết sắp đến rồi. Người người nhà nhà đều chuẩn bị cho cái Tết bên gia đình. Nói chung là cũng khá là bận, nên trong thời gian sắp tới thì không biết là có ra clip đều được không. Mình sẽ cố gắng hết sức đây, làm nhiều clip thôi chứ cũng không thể làm bình như mọi ngày bình thường được. Đây anh em thông cảm với mình nha. Sắp tới thì Gala Liquid Mobile cũng có ra gặp nhau cuối năm. Gặp nhau cuối năm có các danh hài như Xuân Bách. Xuân Bắc, không phải Xuân Bách anh em ơi, Xuân Bắc. Danh hài Xuân Bắc thì anh em đều biết rồi. Có hình như có cả Tự Long, Quang Thắng gì đó. Các bạn bên Gala có mời mình diễn nhưng mà mình không biết diễn, thành ra là có vẫn bất ngờ nha anh em ơi. Bất ngờ nha. Các bạn hồi sau sẽ rõ ngay. Sắp tới thôi. Chắc là tầm nửa tháng nữa là sẽ có clip gặp nhau cuối năm Liên Quân. Đấm phát nát trụ, nát người của Danilo. Chờ để đến game là hơi căng anh em ơi, cố gắng end game sớm nha. Chứ thiệu nữa là Arum đủ trâu là bọc kê được là cũng hơi mệt đấy. Bây giờ là mình cứ mục tiêu là AD nha anh em ơi. Cứ mục tiêu là AD thôi. Không cho theo lát bắn là thắng. Mà để theo lát bắn thì thua ngay lập tức. Theo lát này. Ôi, tốc biến nhanh quá. Thế thì Adum là người làm lại nha. Trụ đường giữa này, mình lấy trụ đường giữa thôi. Ôi, không được. Còn đấy không có Queen Anne thì mình lấy trụ được.
Ở đợi hồi tốc biến thì mình có những pha tốc biến là đẹp mắt anh em ơi. Này thì Florentino này, anh làm cái gì vậy? Buồn ghê, kích hoạt chiêu 2. Tốc biến lên giết AD. Đó, bất ngờ chưa? Ở khi các bạn kết hợp tốc biến với bất kỳ chiêu thức nào đều mang đến những pha highlight đẹp mắt. Đó, nhưng mà khi dùng chiêu này anh em phải ấn tốc biến ngay nhá, để chúng ta gọi là nó kịp. Nếu mà các bạn ấn muộn một chút xíu là sẽ fail đấy. Chuẩn bị lấy lốt cái trụ này là win luôn này. Mình thử hổ báo kéo trồm một phát xem là Sogurt có một phát chết luôn hay không. Rồi đánh luôn này. Hay. Đấy trụ đi anh em ơi. AD, không có AD thì bạn đấm một phát chết luôn này. Hay da. Bom. Ôi, không chết à? Cái combo chết. Ui giời. Cái trụ nó bắn đau quá. Toang rồi. Đêm vàng đến số rồi. Mất sự trong trắng rồi, ông giáo ơi. Ok, vậy thì có lẽ là video clip của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Phát đấm đá trụ. Xin chào anh em và hẹn bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.